Chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một cái bộ phận ở trong cái hệ thống nhiên liệu phun xăng MPI, đó là cái bộ dập dao động nha. Đây thì đây là cái vị trí lắp đặt của cái bộ dập dao động, thì nó sẽ được đặt ở trên cái ống phân phối ha. Đây là bộ dập dao động nè, và đây là cái bộ điều áp thì hôm trước là chúng ta đã tìm hiểu rồi. Thì trên một số xe thì cái bộ dập dao động nó có thể là được đặt ở chính giữa của cái ống phân phối nha. Ví dụ như là trên cái dòng Toyota Vios. Còn đây là nó được đặt ở đầu ống phân phối nha, ngay chỗ cái ống nhiên liệu vào nè. Ở đây cũng vậy nha. Đây là một cái động cơ Toyota luôn nha. Đây là cái bộ dập dao động nè. Nắp bảo vệ nè. Đường ống nhiên liệu vào nè. Trên cái động cơ này thì nó sẽ không có cái bộ điều áp nha. Và một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý đó là không phải động cơ nào nó cũng có cái bộ dập dao động ha, mà có thể là một số động cơ nó sẽ không có cái bộ dập dao động này, cũng như là không có cái bộ điều áp luôn. Một số cái động cơ có công suất nhỏ thì nó có thể là không cần cái bộ dập dao động ha. Thì đây là trên cái ống phân phối của cái động cơ Hyundai i10 nè, thì chúng ta thấy là nó không có cái bộ dập dao động cũng như là không có cái bộ điều áp luôn. Bởi vì là do cái kỹ thuật điều khiển phun theo cái thứ tự công tác, với lại là mỗi một lần phun như thế thì cái lượng nhiên liệu phun ra nó cũng ít hơn so với động cơ công suất lớn, cho nên là cái độ rung động về cái áp suất khi mà kim phun nó đóng mở nó cũng không đáng kể, cho nên là có thể là nó không cần thiết ha. Và đây là cái ống phân phối trên chiếc Suzuki Kari cũng không có cái bộ dập dao động nha. Bộ này là cái bộ điều áp. Còn đây là trên chiếc Corolla nè, động cơ 4A thì một số đời nó cũng không có cái bộ dập dao động luôn. Rồi, vậy thì cái vai trò của cái bộ dập dao động ở trong hệ thống này là gì? Thì cũng như tên gọi của nó ha, công dụng của cái bộ dập dao động này là dùng để giảm cái sự mà dao động về áp suất nhiên liệu ở trên cái đường ống phân phối ha. Thì như tôi đã giải thích ở trong cái video về công dụng của cái bộ điều áp này á, thì khi mà cái áp suất ở trên cái đường ống phân phối này mà nó thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái lượng xăng phun ha. Trong khi ECM nó chỉ điều khiển cái thời gian mở kim phun thôi. Do đó mà để đảm bảo cái lượng xăng phun chính xác thì chúng ta cần phải đảm bảo cho cái áp suất ở trên ống phân phối này nó phải không bị dao động ha. Mặc dù là đã được cái bộ điều áp này giữ cho cái độ chênh lệch áp suất giữa phía trên và phía dưới của kim phun là không đổi. Vậy thì tại sao mà nó có cái sự dao động về áp suất ở trên cái ống phân phối này? Sở dĩ nó có cái hiện tượng này là do là mỗi lần mà cái kim phun này nè nó đóng mở á, do cái nhiên liệu nó phun ra, thì tại một cái khoảnh khắc mà cái kim phun nào đó nó phun á, thì chúng ta biết là cái thể tích nhiên liệu ở trong cái ống phân phối nó sẽ giảm xuống ha. Từ đó thì nó sẽ làm cho cái áp suất của ống phân phối nó sẽ tuột xuống một tí. Và khi mà cái kim này nó đóng lại thì lúc này là do cái bơm xăng ở dưới tiếp tục nó cung lên, thì lúc này nó làm cho cái áp suất nhiên liệu nó lại nhồi lên, cao lên tí. Rồi tới cái kim phun khác phun á, thì cái áp suất nó sẽ bị tụt xuống tí. Rồi xong nó đóng lại thì cái áp suất nó lại nhồi lên tí ha. Tức là trong quá trình động cơ nó hoạt động á, thì chúng ta sẽ thấy là cái sóng áp suất ở trên này nè, nó có dạng gân cưa ha, dạng nhấp nhô của gân cưa. Thì cái sự dao động áp suất này á, nó đặc biệt lớn đối với những động cơ mà có công suất lớn và những cái động cơ mà đời cũ mà nó điều khiển phun theo nhóm ha. Ví dụ như trên những cái động cơ, đây là cái căn bếp của Camry nè, một số dòng á, thì nó điều khiển phun nhóm ha. Ví dụ như cái vòi phun số 1 và số 3 nó sẽ phun trong theo nhóm, cái vòi phun số 2 và số 4 nó sẽ phun theo một nhóm, tức là nó phun đồng thời á, một lần hai cây nó phun. Thì lúc đó thì cái áp suất, cái sự dao động về áp suất ở trên cái ống phân phối này nó khá là nhiều. Do đó thì người ta phải sử dụng một cái biện pháp là sử dụng cái bộ dập rung động này nè, để mà giảm cái biên độ cái sóng gân cưa áp suất ở trên cái ống phân phối này. Thì thật ra thì cái cấu tạo của cái bộ dập dao động nó rất đơn giản ha. Ở trong này nó sẽ có một cái màng, và ở phía trên này nó sẽ có một cái lò xo ha, có xu hướng là ép cái màng này về phía bên trái nè. Đó. Vậy thì khi mà nhiên liệu mà bơm lên á, thì cái màng nó sẽ bị ép về bên phải. Còn khi mà cái kim phun này nó phun nhiên liệu xuống á, thì cái lò xo, khi mà cái thể tích nhiên liệu ở trong cái ống phân phối này á, nó giảm xuống, thì cái lò xo này nó sẽ ép cái màng
dịch chuyển qua bên trái một cái lượng đúng bằng cái thể tích nhiên liệu phun ra nha. Và khi mà cái kim phun này nó đóng lại thì cái màng này nó sẽ bị đẩy về bên phải một cái lượng đúng bằng cái thể tích của cái bơm nhiên liệu nó cung lên ha. Cho nên là cái kết quả cuối cùng là nó sẽ giữ cho cái sự dao động về áp suất ở trên cái ống phân phối này là nó giảm đi rất là nhiều. Thì thực ra là cái bộ dập dao động này nó đã chuyển đổi cái sự rung động của cái áp suất nhiên liệu thành cái rung động của cái màng này ha. Cho nên là khi mà cái động cơ mà đang hoạt động á thì chúng ta dùng ngón tay á, chúng ta sờ vào cái đầu ốc vít ở trên này nè, chúng ta sẽ cảm nhận được cái độ rung động của cái màng với cái tần số bằng với cái tần số đóng ngắt của cái kim phun này luôn. Thì chúng ta cũng có thể là lợi dụng cái sự hoạt động của cái bộ dập dao động này trong quá trình động cơ hoạt động á để chúng ta kiểm tra sơ bộ về cái áp suất của cái bơm xăng ha. Ví dụ như là chúng ta gặp cái trường hợp là khởi động động cơ không nổ ha, có lửa cao áp nhưng mà động cơ không nổ thì có thể nguyên nhân của nó là có thể là cái bơm xăng nó không có chạy ha, hoặc là vì một cái lý do nào đó mà không có áp suất nhiên liệu tới trên này. Thì chúng ta có thể chẩn đoán nhanh bằng cách là chúng ta sờ tay vào cái con ốc vít này nè ha. Thì chúng ta thấy là khi mà không có áp suất á, thì cái con này nè, con ốc vít này nè, nó sẽ bị âm ở dưới, nó sẽ bị chìm dưới. Còn khi mà động cơ nó nổ máy lên á, cái bơm xăng nó bơm lên áp suất là trên cái ống phân phối có áp suất á, thì cái con ốc vít này sẽ lồi lên ha. Chúng ta sờ tay vào đây chúng ta sẽ biết nè. Đó, cho nên nếu mà chúng ta khởi động động cơ không nổ mà chúng ta sờ vào đây thấy con ốc vít này nó chìm xuống thì chúng ta có thể chẩn đoán sơ bộ là cái không có cái áp suất nhiên liệu đưa đến cái ống phân phối nha. Thì chúng ta có thể dựa vào đây để chẩn đoán nhanh về các cái bệnh có liên quan tới áp suất nhiên liệu. Thì nói chung thì cái bộ dập dao động này á, thì trong quá trình hoạt động thì nó hầu như là cũng rất là khó bị hư hỏng ha. Và khi mà nếu mà chẳng may mà nó bị hư hỏng á, thì cái triệu chứng của nó thì chúng ta cũng khó có thể mà nhận ra được ha. Bởi vì đây là một cái tinh chỉnh của nhà sản xuất thôi, giúp cho cái quá trình mà cung cấp nhiên liệu nó được tối ưu hóa hơn. Cho nên là cái sự ảnh hưởng của nó đến cái hoạt động của động cơ cũng không có nhiều ha. Thì nếu mà có hư hỏng thì chúng ta phải thay mới thôi. Thì video hôm nay đến đây là hết ha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài hướng dẫn tiếp theo.